thế thế thôi, mày không biết trộm nữa à? Mày biết trộm lắm rồi, quậy trời. Hôm nay anh em. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình phải thượng giữa để xây nhà mà nhỉ? Mai lại ta sửa nhà để vợ mới đấy. À, chúng ta lấy thân vợ bé. À. Vợ này là cho vợ to, còn vợ mới lên trên nhà to hơn. Tao lại ngủ gần giường cái còi. Ui, hơi thiếu nước ở đấy. Ông lấy nước đi ông ơi. Ôi, trêu thôi, thôi chứ tôi vẫn nghe được chứ. Hôm qua nhà mình bị mưa sập mất máy ngoái này rất là nặng. À đấy, mày đi chợ mua cho tao những đồ nấu ăn tối. À đấy là người đi chợ. Thế anh không đi đi. Thế mày ở đây mày xúc đấy. Hả? Mày xúc đi. Thế nào em bảo em đi chợ. Thế mày đi hay là mày ở đây xúc? Đấy. Cứ vậy là em đẹp trai đi mua chợ mua được nhiều. Xúc đi. Bảo em đi mua mày. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Một tờ luôn. Cho mình lấy, không đi mua được. Cho một tờ. Trời mưa này nó bẩn. Cầu 2 lít. Hả? Nhanh lên. Cầu 12 tờ. Chúng mày xúc nhá. 2 tờ thì còn gì mà mua, cơ đấy. Mẹ, anh xúc được mấy cái mà mấy cái ấy. Thì chúng mày có xúc không? Hay là mày đi? Cho xin 2 tờ. 1 tờ. Hả? Một tờ thôi, đây, có một tờ nữa. Đấy. Em nghĩ được. Đây. Đấy, nhà mua cái gì nhiều nhiều. Em đang thử ra gì. Mua cái gì nhiều nhiều nhá. Cười nhiều cười. Đi. Đúng rồi, nước mà. Mua gì để? Nước này. Nhưng mà em mua về anh lại nấu, vậy bắt em nấu. Mày mua về đi, tao bận. Chợ bán chưa? Chợ có rồi. Ok. Đến đi. Ôi. Lát mình đi mua thức ăn nhưng mà cầm cào vết cầm phải cầm giữ. Không được, không được để chung ở đây. Bên này cũng không được để chung. Hiểu đây. Nhưng mà vào cân nhé, con nào nặng nhất cháu lấy.
Được chưa cô? À, cứ để vào đấy tí nữa cháu tôi ra xem. Không. Cứ để vào đâu? Cứ để đây đây nhá. Cứ để đây này. Mấy cả con này vào cân em được mấy cân? Đâu? Con này nè, con tôi ra cho con nè. Ai? Đây là con này nhỉ? Nào, cháu xem con này cô. Con này. Con này cho. Con này. Ờ. Đây con này. Con này à? Con này không to bằng con này con ạ. Đây con này. Đấy, con này to. Ôi, 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 ôi. Này, nhà cháu thấy đầy người ăn. Cháu có cả người yêu về à. Đấy, nhà cháu đầy người ăn nhé, nhà con này ta đang sửa bếp. Ừ.
mình nha. cháu chích xe cháu về nha. Ôi trời. Đấy đâu? Ôi trời. Đấy em mua được nhiều không? Mày mua thế này ăn hết nào được? Sao chở hết? Thừa tiền thì phải mang về chứ. Mày mua tất à? Sao mua tất à? Thế không mang về đồng nào? May em còn thông minh nha. Em còn gì nhỉ? Mà cả bà kia được 50.000 mua được đống này này. Cả dưa nấu lòng mày. Thế sao mày không mua một con thôi? Nhiều người có được chục người đâu ăn một yến. Nhưng mà có anh đưa cho em tiền thì em phải tiêu hết chứ. Anh phải biết đường mà mang về lần nào cũng tiêu hết. Thế anh bảo là em mua được nhiều, này em mua được nhiều. Ui dạ, cho ra dưới này. Mổ, thôi được. Cố ăn hết vậy. Mổ phải cố ăn là, hết. Có mà tí nữa thì lún thì thôi rồi. Ai còn có bùng à. Nặng quá. Ây da. Mổ đi. Từ từ. Lấy dao ra đây. Hãy mổ một câu của Dũng chia xỉn đi. Ui. Cái nhảy. Ôi. Con này nó chết to luôn rồi. Ây da. Còn sống với một con. Đừng có dao đây. Anh em mà nói. Hôm nay để đãi mọi người là món đang nấu. To, thì ngon mà cậu. Được. Hôm nay mình sẽ đãi mọi người món để anh nấu món gì thì được. Món á? Thôi, anh cứ để cho em. Chỗ này thì người em đang khang, đang phong độ, đang ở cái tầng đỉnh cao anh biết. Mày nấu cái gì? À? Hai con thì mình khiêng cũng không được. Em nấu được. Thì anh cứ khiêng vào chỗ vậy ạ. À, được, thì tao mổ cho mày nhá. Ok. Được, hôm nay sẽ quyết định cho món đi. Anh làm cho em cái bộ lòng ngon ngon rồi em mua dưa ở ngoài. Ừ. Lấy dao đã. Mình cần đồ gì để tao làm mà tao cho em cái nồi thật to. Nồi to á? Bác kia thấy nồi to rồi. Nồi to thì ở bên trên. Còn đâu cứ để em lo. Nồi này được chưa? Được. Anh cứ để em. Anh băng nồi. Anh băng nước ra nồi cho nấu cho em. Nồi chưa cá đã. Cá anh đổ thẳng luôn vào đây cho em. Thảo à? Ở đâu? Cứ để em lo. Dạng này em tay nghề nấu tính thủ đấy. Mày đi. Cái này nước đủ chưa? À, đủ rồi. Mày nấu canh gì đấy? Anh cứ không phải tò mò. Nhưng mà tối nay cả nhà cả cửa 10 người trông vào một hai con cá này để ăn đi nhá. Anh không tin được nghe à? Mày làm nào mà không ăn được thì tao giết vào mày luôn, tao thịt luôn mày. Nhưng mà thế này mày nấu luôn nhá. Không. Ai đơn giản thế? Anh nghĩ em nấu mà đơn giản thế á. Nặng thiên tài. Em nấu. Thôi thôi mình đi.
Sơn đổ vào nước đi trong tí nước khênh nước trộm ra. Đồ nhà quê. Nhưng mà vẫn nặng lắm. Hai con này bao cân? Hai con này hơn 1 tấn. Trời. Đặt lên đây. Anh kém nhỉ. Sao? À, việc của anh hết rồi đấy, đi vào đi. Mày làm món gì? Như tao phải trông mày nhớ đâu. Không phải món gì, em bị cao thủ luôn này. Nhớ đâu mày làm hỏng cái sao? Em vừa là Phật thủ là nhưng mà mày phải nhìn hai con cá này mà đấy nhá, người mấy người đang trông đợi đấy. Anh không phải yên tâm, món này món dễ nhất rồi. Đấy, đấy thì tao đi phụ hộ tiếp đây. Rồi, ok. Nhớ nhá, không. Ai mà lửa đâu đấy? Đây, trong này. Ấy. Đấy, mọi người biết mình chế biến món gì không? Món này á, đơn giản mà lại cả cứ bày vẽ, luộc lên là xong hết. Lại còn bảo kho gì? Cá vũ đại, vũ điếc, các kiểu. Lằng ta là vòng. Chỉ có luộc ngon nhất. Chả có món cá nào ngon bằng món cá luộc lằng gò sống à. Màu đệ luộc thì thôi rồi đấy. Đấy, tí nó sôi lên, đổ rau dưa, canh hao, mắm muối mì chính vào là húp. Xong, ngon. Trời. Mà đệ làm món cá luộc lằng gò sống. Đợi nó sôi đấy nhé. Ai sao? Này, vào mà xem. Anh tưởng em không biết nấu á. Mày Ninh à? Ninh gì mà Ninh? Ôi chả nhìn thấy gì đấy. Chưa. Làn xương khói phôi phai. À cũng chị. Mày ta biết ngay là mày luộc mà. Nên là chị tao. Chị luộc. Thế kêu tao hỏi là luộc hay kia thì tao cũng chuẩn bị. Thế anh còn đợi món tao à? Còn văn hoa. Tao biết ngay. Tao không bận thì tao nấu rồi, tao biết đây ngay là em luộc, kho là đấy. Tao. Kho nước lã. Có món nước lã luộc à? Nước lã với cả. Hả? Đấy, cho rau này vào thơm này. Hành này. Rồi, dúng được rồi, xong cho lên mâm được rồi. Rồi, ok. Ấy, có con Vương. Vương! Ra đấy cho anh đây. Hả? Bây giờ là cái khâu này mới là khó khăn này. Anh em mình phải cho được ra. Anh bê vào để ăn. Cho được ra đây này. Phải cho được nguyên con nhá. Làm nào nguyên con được đấy. Khêu. Bây giờ. Khêu á. Em đi tính đồ. Ôi, ra được. Gãy bố nữa rồi. Cậu. Đang ra đây. Đang cho cá ra. Đấy, cậu đi vào đi. Cậu đi vào trong đi. Một à, cách cẩn thận đấy. Thật là cẩn thận nha, nào từ. Đừng để nó khều lại là thôi rồi đấy. Sao? Vậy này. Tan cái ốt ép gì. Đại gia chân đất. Cháu cái đồ nhìn hồn. Ôi, cầm mâm, dung cầm mâm được, cầm mâm được. À, đưa mâm này, đưa mâm. Ôi. Thôi được, đang ngả chả mâm mồm. Được nửa con mọi người. Rồi, gắp nốt con này ra đã. Nửa con trong dưới. Đâu rồi? Đây, có đuôi. Mất hình rồi. Mà ngon lắm đấy, mùi thơm. Từ, mà... đây, con nữa à? Ừ, con nữa, hai con à. Mà. Lúc nãy mà đây, ăn trộm một chai bia của Marika ở trong tủ. Ăn gì? Cho vào đấy. Mày điên à? Thơm, anh không thấy thơm nè. Uống làm gì bia rượu độc hại. Bỏ đi mà làm người nghe. Đây thịt nó rơi xuống ở đây. Rồi đặt xuống. Nào, đây. Cầm cái mâm kia. Ngọt lắm. Nào, khoan đây phải quyết thành hình được nha. Đố anh thành hình rồi. Đây này, bây giờ nhá. Mày đưa cái khuỷu này này. Mày lấy thêm cái cắp nạp kia đi. Cắp căng quẹt. Mày cắp cái đầu nó. Thế này gãy mất. À gãy gì? Mày cắp cái đầu nó. Cắp cũng được, như kiểu cá sống ấy. Cắp đầu nữa. À 1, 2. Ây, từ vẫn gãy đuôi. Đuôi. Thôi, đằng nào cũng đuôi đấy. Nào, 1, 2, 3. Cố lên. Ôi, lại gãy đuôi. Được. Ghép cái đuôi vào nữa là được. Được 70%.
Nào, giữ giữ, cẩn thận. Nào, đấy. Còn cái đuôi nó nữa. Con này vẫn nguyên hình đấy. Chép vào này. Đấy. À, rồi, nó vào, nó vào. Tứ, rau, cho rau vào. Muốn bơm một con cá ấy, em tính chở không? Được. Ngon không? Ăn phá, phê mồm. Con đầy cá dưới. Lấy nước canh đi, lấy ô, lấy bát anh. Tí nữa. Lấy bát ra đựng. Nào, bế vào, mày bế được không? Bế, bế. Em bơi con ơi. Anh bơi con kia. Ui thôi, em bơi con này. Tôi vượng mới bê cho nó cả. Đấy, anh bơi đấy. Bây giờ đến phần quan trọng. Chết. Phần này là quan trọng nhất này. Trên chén. Sơ, 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 sơ. Ăn. Đúng không, đấy. Ui, xếp vào đâu đây? Mông cá siêu to khổng lồ. Mọi người xem này, con này là hơi bị nát một tí đây. Tại anh ấy. Nó to quá, không trắng nhờ. Thấy được. Con này thì con này thì nguyên hình này. Đấy, con này còn bé hơn sao? Đố anh biết con này mấy cân? Con này còn to hơn này. Con này như nhau. To hơn thì nó mới gãy thôi. Chén đi. À, mọi người vào. To hơn là gãy. Dạ thế? Cô giáo của anh thế à? Ờ. Con này là con bé hơn. Con đấy con to hơn. Con này em đi mua. Tao nhìn thấy nó to hơn. Con này là em đánh dấu là nó bé hơn. Không đánh dấu ở đâu? Hả? Em đánh dấu miếng em ăn rồi. Ngươi đi. Anh không đi mua đâu. Gọi mọi người vào chén này. Con đây chén này. Con này đấy. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn cả nhà nhá. Tất cả mọi người nhá. Thưởng thức món cá. Rồi, cá này mọi người. Trắng bông này. Đây là món cá luộc nước lã của Mao Đệ nhá. Đây, đây là mẹ mẹ vừa rồi ngoi cái ốc con ra mà. Ngoi con làm kia mà. Ngoi ốc ăn ngon. Mọi người xem cả bón con đi. Ngọt á. Đây, cho mọi người xem. Nó phải thế này, trắng bông như nó. Chà chà. Đấy. Em nấu ấy. Tao phải cho. Hôm nay mà nó màu một tí nó khác thì anh chửi em thì thôi rồi. Hôm nay chả mấy khi Mao Đệ mới nấu cá. Nó chả mấy khi mà chả mấy khi mình mới xây cái bếp để lấy thêm vợ. Lớp nhà cho vợ cả của Mao Đệ cả. Đó, nhà to thì cho vợ bé. Nhà bé thì vợ to được. Ôi đồ ôi, Trinh ơi. Kéo bảo. Kéo con. Bảo má. Nước canh này, nước canh này. Thôi con múc cành. Ê, cành. Này, cái trắng yếu luôn. Trắng yếu. Rồi ra con đây. Đấy, mày không lấy. Xin ơi, há mồm vào cho này. Nào, quan tài. Nhà rượu đâu? Yến. Ai em ơi, đây rồi. Thiếu tỉu thế này. Cái gì? Thả giờ, bỏ đi mà làm người. Đúng rồi. Đây, 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 đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là
đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88, mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.